Xin chào các em, cô rất vui khi được đồng hành với các em trong chương trình dạy học trực tuyến. Và ngày hôm nay cô cùng các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái văn bản. Mà văn bản này thì chúng ta là tự học có hướng dẫn ha. Lúc trước thì chúng ta đã từng tìm hiểu ở các bài thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng tìm hiểu một cái văn bản cũng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác. Tuy nhiên là lúc này Bác Hồ của chúng ta lấy một cái bút danh mới, đó là Nguyễn Ái Quốc. Và đến ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các em tìm hiểu cái văn bản, đó là văn bản Thuế Máu. Và văn bản này được trích trong bản án chế độ thực dân Pháp nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi vào văn bản. Thì cũng giống như thường lệ là khi bất kỳ một văn bản nào chúng ta cũng sẽ tìm hiểu chung về cái văn bản đó. Và về phần tác giả thì cô không nói thêm nhiều nữa, bởi vì chúng ta đã được học rất nhiều về tác giả này. Tuy nhiên cô chỉ nhấn mạnh các em một điều thôi, đó là tác giả Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đó, trong cái chúng ta biết là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh hoặc là Nguyễn Tất Thành đó đều chung một người. Tuy nhiên chúng ta phải biết được rằng là Nguyễn Ái Quốc là một trong những cái tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhà văn Nguyễn Ái Quốc sử dụng trong cái thời kỳ hoạt động cách mạng trước năm 1945 nha. Các em lưu ý là Nguyễn Ái Quốc được Bác Hồ sử dụng khi mà thời gian Bác Hồ ở nước ngoài, Bác Hồ đang trên con đường đó là tìm đường cứu nước ở nước ngoài. Và khi năm 1941 Bác Hồ về nước đó, thì lúc đó Bác Hồ mới lấy bút danh là Hồ Chí Minh. Các em cần phải lưu ý cho cô ha. Cho nên là các em phải biết rằng khi mình đọc một cái văn bản nào hoặc là khi mình nói tới một cái văn bản nào thì mình phải biết ai là độc giả ha. Cô lấy ví dụ như là lúc trước chúng ta đã học bài Tức Cảnh Bắt Bó hay là bài Ngắm Trăng gì đó, thì chúng ta phải ghi tác giả là Hồ Chí Minh. Chúng ta không được quyền ghi Nguyễn Ái Quốc, mặc dù chúng ta biết hai cái bút danh này là một người. Đã chưa? Và giống như bài hôm nay thì bài Thuế Máu thì chúng ta phải ghi tác giả là Nguyễn Ái Quốc, chúng ta không được ghi Hồ Chí Minh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là phần tác phẩm. Như các em đã biết rằng tác phẩm mà bản án chế độ thực dân Pháp này được viết bằng tiếng Pháp. Lúc này là Nguyễn Ái Quốc đang ở nước Pháp nha. Và tác phẩm này được xuất bản lần đầu tại Paris vào năm 1925. Bài này đã được đăng báo nha. Đây là một cái bài đây là một cái tờ điện của cái bản án chế độ thực dân Pháp nha. Và sau đó thì mới được xuất bản tại Việt Nam năm 1946. Đây là cái bản tiếng Việt của chúng ta. Em thấy chưa? Đây là bản án chế độ thực dân Pháp nha. Do nó lâu năm lắm rồi cho nên là cái tờ điện thì nó hơi bị dơ nha. Và mới biết được là cái tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp này nó cũng tương đối dài. Nó gồm tổng cộng là 12 chương và nó thêm một cái phần phụ lục. Phần phụ lục này đó là gửi thanh niên Việt Nam. Rồi, bây giờ các em thấy cô sẽ giới thiệu cho các em về những cái chương của cái tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp nha. Chương thứ nhất mà em cùng cô học ngày hôm nay đó là Thuế Máu. Và chương thứ hai đó là việc đầu độc người bản xứ. Chương thứ ba đó là các quan thống đốc. Chương thứ tư đó là các quan cai trị. Chương thứ năm đó là những nhà khai hóa. Và chương thứ sáu đó là tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị. Chương thứ bảy đó là bóc lột người bản xứ. Và chương thứ tám đó là công lý. Chương thứ chín đó là chính sách quân dân. Chương thứ mười đó là chủ nghĩa nhân hội. Và chương 11 đó là nỗi khổ dùng của người phụ nữ bản xứ. Và chương 12 đó là nô lệ xuất tỉnh. Và phần thêm một cái phần phụ lục đó là gửi thanh niên Việt Nam nha. Thì đây là một cái tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp. Tuy nhiên là do thời lượng không cho phép cho nên là chúng ta chỉ học chương đầu tiên thôi, đó là chương Thuế Máu nha, chương 1. Như các em đã biết được đó là vị trí của đoạn chức, thì cô đã cho em xem 12 chương thì rõ ràng cái đoạn chức mà Thuế Máu chúng ta được học ngày hôm nay nó nằm ở vị trí nào. Đó là vị trí đầu tiên, chương thứ nhất của tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp nha. Và ý nghĩa của cái cách đặt tên chương này nó cũng rất là hay. Bởi vì nên biết Thuế Máu, Thuế thì chúng ta đã biết rồi.
trong cái tác phẩm thế hát này thì đây là một cái cách gọi của Nguyễn Ebert đang nói về một cái thứ thế nó rất là tàn nhẫn của cái chính quyền thực dân. Bởi vì sao? Bởi vì chính quyền thực dân bóc lột xương máu và bóc lột cái mạng sống của cái người dân các nước thuộc địa, cho nên thì tác giả đặt là thế máu nha. Rồi bây giờ em nhìn thấy cái tên thế máu nó tố cáo cái thủ đoạn rất là tàn bạo của chế độ thực dân, nó gợi lên cái xúc động thảm thương của người dân thuộc địa, được chưa? Trong cái từ thế máu này nó bao hàm luôn cái lòng căm phẫn, cái thái độ mỉa mai của tác giả đối với những cái tội ác rất là ghê tởm của chính quyền thực dân. Bởi vì em biết là cái tên thuế má thôi đã cho chúng ta biết được rằng là tác giả đã tố cáo tội ác của thực dân Pháp sâu gai. Bởi vì sao? Bởi vì chúng nó lấy luôn cái sinh mạng của người dân nha. Còn xét về kiểu văn bản thì văn bản thuế má này nó thuộc kiểu văn bản đó là nghị luận chính trị xã hội nha. Rồi bây giờ tiếp theo là về phần bố cục. Bố cục thì được chia rất là rõ ràng, đó là ba phần. Nếu em nhìn vào sách các em cũng thấy nha. Phần đầu tiên đó là chiến tranh và người lãnh sứ. Phần thứ hai đó là chế độ lính tình nguyện. Và phần thứ ba đó là kết quả của sự hy sinh. Rồi bây giờ cô không chia thêm một sơ đồ nữa mà cô chia như thế nên nhìn vô là dễ thấy rồi nha. Bây giờ tiếp theo chúng ta thấy sự trình tự sắp xếp của các phần nè, các em thấy nó có hợp lý chưa? Rồi ba phần của chương thế máu đã được sắp xếp theo một trình tự thời gian rất là hợp lý, trước, trong và sau khi xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Và các em đã biết được rằng chiến tranh thế giới xảy ra lần thứ nhất đó, xảy ra vào thời gian đó là gì? Năm 1914 đúng không? Đến năm 1918. Và cái văn bản thế máu thì nó có một cái cách sắp xếp như vậy đó, nó có một cái ý nghĩa rất là hay. Bởi vì sao em? Bởi vì nó gợi lên một quá trình lừa bịp, nó gợi lên cái sự bóc lột đến kỳ cùng của cái thực dân cai trị. Và đồng thời nó làm cho chúng ta thấy rõ được cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đến chưa trẻ, và cho chúng ta thấy được cái bản chất tàn bạo của chính quyền thực dân xung quanh cái việc bóc lột con người nha. Và chúng ta thấy rằng cái văn bản thế máu này nó phơi bày được toàn diện, phơi bày được triệt để cái sự tàn nhẫn, cái sự chưa trẻ của bọn chính quyền thực dân. Đồng thời trong cái văn bản này chúng ta thấy được cái thân phận rất là cảm thương của người dân thuộc địa được tác giả Nguyễn Ebert miêu tả rất là cụ thể, rất là sinh động nha. Và cái bài này nhìn chung tổng thể của cái bài thế máu này thì nó bao hàm đó là gì? Nó tố cáo cái thủ đoạn tàn bạo của chính quyền thực dân trong việc nó biến người dân ở cái xứ thuộc địa thành những cái vật hy sinh để làm gì? Để phục vụ cho lợi ích của chính quyền thực dân trong cái việc mà họ thực hiện cái cuộc chiến tranh phi nghĩa. Chiến tranh phi nghĩa đây là gì? Họ đã mở rộng cái lãnh thổ của họ nha, mở rộng cái những cái xứ thuộc địa của họ để làm gì? Để lấy những cái lợi ích của họ, mà trong cái đó họ biến những người dân thuộc địa thành những cái vật hy sinh nha. Bây giờ để tìm hiểu kỹ hơn về những cái sự tàn bạo của chính quyền thực dân như thế nào, hoặc là chúng ta thấy được cái thân phận đáng thương của những người dân thuộc địa như thế nào, thì cô trò chúng ta hãy cùng nhau bước vào một cái phần tiếp theo, đó là đọc hiểu văn bản. Như cái phần bố cục chúng ta đã vừa phân tích ở trên đó, thì bố cục có ba phần. Phần đầu tiên đó là chiến tranh và người bản xứ, chúng ta sẽ đi theo bố cục này để chúng ta phân tích nha. Cô sẽ cho các em tìm hiểu cái tựa đề chiến tranh và người bản xứ như thế nào. Mấy em thấy rằng chiến tranh là gì? Chiến tranh thế giới giữa các nước đế quốc á. Chiến tranh thì nó đang thể hiện cái sự đánh nhau, sự tranh giành những cái nước đế quốc, những cái nước mạnh, phải chưa? Họ tranh giành cái gì? Họ tranh giành thị trường, tranh giành cục địa với nhau, phải chưa? Và người bản xứ đây là ai? Là những người dân ở xứ
xứ ruột địa, những người dân giống như là những người dân mà bị lệ thuộc vào đất nước của những cái nước đế quốc nha. Cho nên là tên của cái chương này, tên của cái phần mà chiến tranh và người đọc xứ này cho chúng ta thấy được là khi mà cuộc chiến tranh thì này xảy ra thì nó sẽ đem lại cho cái quyền lợi cho chủ nghĩa thực dân, nhưng mà đem lại quyền lợi cho họ dựa trên đâu? Dựa trên xương máu của người dân thuộc địa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên của phần chiến tranh giành được đặc xứ, em sẽ dễ nhìn thấy nhất, rõ ràng nhất, đó là gì? Đó là thái độ của các quan cai trị thực dân với người dân thuộc địa ha. Và để làm rõ được cái thái độ của các quan cai trị như thế nào thì các em sẽ cùng cô đọc cái phần đầu tiên, đó là chiến tranh và người bản xứ nha. Các em mở sách giáo khoa ra trang số 86. Rồi, các em dịch này. Trước chiến tranh năm 1914, họ đây là nghe ai nghe, họ là những người bản xứ đó. Họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên ăn năm hiếp bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ thì lập tức họ biến thành những đứa con yêu, những người bạn hiền của các quan cai trị phụ mẫu, nhân hậu, thậm chí của các quan toàn quyền lớn còn quyền bé nữa. Đùng một cái, họ, những người bản xứ, được phong cho cái danh hiệu tối cao là chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do, nhưng họ đã phải trả bằng một cái giá khá đắt với vinh dự đột ngột ấy, vì để bảo vệ cho cái công lý và tự do mà chính họ cũng không được hưởng một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của họ, hãy vượt đại dương đi phơi thay trên các bãi ở chiến trường châu Âu. Đó, trong cái đoạn cô vừa đọc là các em đã thấy được cái thái độ của quan cai trị đối với người dân thuộc địa nó khác nhau như thế nào ở trước khi xảy ra chiến tranh và trong thời gian xảy ra chiến tranh ha. Đây các em thấy đối với người dân thuộc địa trước chiến tranh thì thái độ của quan cai trị họ xem những người dân thuộc địa này là gì các em? Đó là những người mà da đen bẩn thỉu, những người ăn năm hiếp bẩn thỉu. Các em thấy ăn năm hiếp mà anh chả biết cho nó mà kém hả? Càng theo cái hàm ý đó là những em khinh thường ha. Và trước chiến tranh thì những cái người mà thực dân Pháp đó, những cái nhà cai trị đó, họ xem những người dân thuộc địa giống như là những cái tên kéo xe tay bẩn thỉu thôi, và họ sẵn sàng họ đánh, họ dùng cái roi họ đánh. Một chút xíu cô sẽ cho em xem hình, và bạn em xem hình trong sách giáo khoa cô cũng thấy đó ha. Những cái tên quan cai trị thẳng tay đánh vào những cái người mà kéo xe tay rất là đáng thương. Tuy nhiên, khi chiến tranh vừa bùng nổ thì thái độ của họ đối với những người dân xứ thuộc địa này nó đã có sự thay đổi rất là khác nhau, các thấy chưa? Ấy thế mà khi chiến tranh vừa bùng nổ thì họ đã lập tức gọi những cái người dân mà họ thường họ kèm theo cái đồ chơi đó, họ chơi là bẩn thỉu đó, thì họ đã đổi cái dùng từ đó là những em là những đứa con yêu, những người bạn hiền. Yeah, em thấy cái giọng điệu nó có sự thay đổi chưa? Và đùng một cái, những người mà dân thuộc địa này được phong cho một cái danh hiệu rất là cao quý, đó là gì? Chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do ha. Em nhìn thấy rõ ràng cái thái độ của các quan cai trị đối với những người dân thuộc địa trước khi chiến tranh đó là gì mấy em? Đó là họ xem thường, họ miệt thị, và họ cho rằng những người dân thuộc địa này là giống người hạ đẳng, những người mà thấp hèn, phải chưa? Còn mà khi chiến tranh xảy ra thì họ tâm bốc lên, đúng không? Họ định hót, họ vỗ về, thậm chí là họ là những em họ sẵn sàng phong cho cái danh hiệu là chiến sĩ ha, bảo vệ công lý tự do, họ xem như là những người bạn hiền, không còn là bẩn thỉu nữa, phải chưa? Cho nên là rõ ràng chúng ta thấy thông qua cái thái độ mà nó có sự thay đổi như vậy, chúng ta thấy cái hình ảnh nó rất là tương phản ha. Và cái giọng văn của Nguyễn Duy Quốc sử dụng lúc này là kèm theo một cái sắc thái tình cảm, đó là gì? Mỉa mai, diễu cợt ai? Diễu cợt các quan cai trị nhà ta, phải không?
và kèm theo đó là một cái giọng văn trào phúng nha. Và em thấy cái thủ đoạn mà lừa bịp bị ổi đó đã biến cái người dân thuộc địa thành một cái vật hy sinh, nhìn vô là thấy rõ ràng nhất, phải chưa? Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ thấy đây là cái cách mà ghi bài nha em. Chúng ta có thể ghi bài theo cái kiểu mà cô mới vừa kể sơ đồ cũng được, hay là em ghi bài theo kiểu của cô đó ha. Đó là chúng ta có thể ghi như thế, hoặc là em có thể ghi những cái lớn cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì bài này cũng thuộc cái mà một cái loại đó là tự học của hướng dẫn nha. Các em không cần ghi bài nhiều, các em chỉ cần ghi là trước chiến tranh thì thái độ của người mà ban cai trị đó là gì, khinh thường miệt thị đối với những cái người dân thuộc địa. Và gì nữa, khi chiến tranh bùng nổ thì họ trở nên là định nó hoặc tăng mất hồn ngủ về người dân thuộc địa. Phải chưa? Đây là những cái thủ đoạn lừa bịp bị ổi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, cô sẽ cho em coi những cái hình ảnh này em. Đây là những cái hình ảnh em nhìn thấy rõ ràng nhất về là sự chiến tranh, đúng không? Chiến tranh thì đây là một cái sự chấn chất, phải chưa? Và cái cuộc chiến tranh này nó mang một cái tính chất đó là phi nghĩa. Bởi vì sao? Bởi vì những nước đế quốc họ đang mở rộng cái lãnh thổ của họ, chứ không phải là họ chiến tranh để mà họ bảo vệ đất nước của họ, phải chưa? Rồi bây giờ đây là cái hình nè, là lúc nãy cô vừa nói cho mấy em đó, hình ảnh minh họa thôi nha. Đây, cái hình này trong sách giáo khoa là có, cô chiếu lên cho mấy em đó. Là trước chiến tranh thì những cái người dân thuộc địa là những cái tên kéo xe tay, kéo những cái người này, những nhà cai trị ra thêm một thực dân nè, nằm trên đây. Và đây hình ảnh này là gì? Hình ảnh này là những cái người dân thuộc địa đã bị chúng đàn áp đánh đập chưa? Và họ xem chúng ta giống như là sức vật nha. Họ trang tâm, họ đánh tập những cái người dân thì giống như là sức vật nha. Còn cái hình ảnh này thì đó là gì? Đó là khi chiến tranh xảy ra thì họ được bắt đầu phong cho danh hiệu đó là chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do đó, chưa? Rồi chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo nha, đó là số phận của người dân thuộc địa. Số phận của người dân thuộc địa như thế nào? Em nhìn vô đây, những người dân thuộc địa thì họ có cái số phận rất là thảm thương. Thảm thương có thể rõ ràng nhất ở cái người ra trận và cái người ở hậu phương. Cái người ra trận thì họ phải đồn một xa liền vợ con, họ phải rời bỏ mảnh ruộng, rời bỏ đàn cừu, họ không được hưởng tí nào về quyền lợi của mình cả, phải chưa? Và họ phải phơi thay trên các bãi chiến trường ở châu Âu, họ bỏ xác tại những miền hoang vu. Và còn gì nữa em, họ đưa thân cho người ta tàn sát, họ lấy máu tươi, họ lấy máu của mình đó để tưới lên những dòng nguyệt quế, và họ lấy xương của mình chạm lên chiếc gậy của ngài thống chế. Thật ra những cái phần này đã được thể hiện ở trong sách rất là rõ ràng nha, trong sách giáo khoa trang 87 đó nghe. Do không có thời gian cho nên là cô không có đọc sách. Các em thì nhà đọc sách thêm nha. Đây là những cái số phận của người dân thuộc địa khi mà ra trận. Như vậy thì em thấy đối với những người dân thuộc địa khi họ ra trận, họ có cái khả năng còn sống không em? Cũng có, tuy nhiên là nó rất là ít, đã chưa? Rồi bây giờ em nhìn thấy còn những người ở hậu phương thì sao? Những người ở hậu phương họ cũng kiệt sức. Họ kiệt sức ở đâu? Ở trong các cái sự mà họ chế biến súng đó em. Và họ sẽ bị nhiễm độc, nhiễm những khí độc, và họ có thể khạc ra từng miếng phổi. Nói chung là họ cũng có cơ hội là bị chết giống như là những người ra trận, đó chưa? Cho nên em thấy dù là ra trận hay là ở hậu phương thì số phận của họ cũng rất là khó khăn. Chính vì vậy cho nên nó dẫn tới một cái kết quả rất là gì em? Trong số 70 vạn người đi ra trận, 70 vạn người vừa ra trận vừa ở hậu phương đó, thì có 8 dạng người không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc trên đất nước của mình nữa. Không thấy mặt trời mọc trên đất nước mình nữa có nghĩa là họ sống hay chết? Họ đã mất rồi, được chưa? Mấy em thấy vạn, một vạn người là bao nhiêu người? Một vạn là 10.000, được chưa? Một thiên là 1.000. Như vậy là 70 vạn người là bao nhiêu người đi chơi? Cái số lượng này rất là lớn, đó là 700.000 người nha. Rồi,
Đây là cái hình ảnh của Chiến cho bên xem này nha. Những hình ảnh này là những cái người dân thuộc địa đó, họ làm nghề, họ đi ngoài chiến trường này. Đó, họ không hưởng một tí nào giờ quyền lợi cả, và họ phải làm gì đi, biến thành những vật hy sinh để mà đem lại những cái lợi ích cho những kẻ cầm quyền, được chưa? Và đây cũng là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy những cái người dân thuộc địa họ đang chết đấy, họ đang nằm phơi thay trên các bãi chiến trường ở châu Âu, và họ bỏ xác tại những cái miền hoang vu, thấy chưa? Họ chết đang thấy những cái chết rất là thảm thương nha, và cái chết của họ đem lại cái sự thắng lợi, đem lại những cái vinh quang cho những cái nhà cầm quyền, thấy chưa? Và đây là những người ở hậu phương, họ làm gì? Họ chết trong các xưởng quân súng, thấy chưa? Rồi đây là những cái hình ảnh đang thấy đây, những người mà họ đi lính, họ chưa việc từ giã vợ con, họ không bao giờ có thể nhìn thấy được vợ con nữa, họ bỏ cái đàn cừu của mình, họ bỏ quê hương đất nước của mình để làm gì? Để đi chiến tranh mạnh nha. Và đây những người đã chết, thấy chưa? Những hình ảnh này thì chúng ta thấy được sự tàn ác dã man của bọn chính quyền dân nha. Rồi đây là cái phần mà men ghi bài. Thay vì lúc nãy là cô vẽ cái sơ đồ thì chúng ta không vẽ sơ đồ, chúng ta có thể ghi từ ở trên những cái phần con xuông như thế này được. Đó chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần số 2, đó là chế độ lính tình nguyện. Chế độ lính tình nguyện này nó nằm ở trong sách giáo khoa trang 87 hết nè. Nha. Thì trong cái chế độ lính tình nguyện này, chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là những cái thủ đoạn mánh khóe bắt lính của bọn thực dân như thế nào. Để làm rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà xem cái văn bản này nha. Đối với những cái người mà bọn thực dân đó, họ có những cái thủ đoạn rất là gọi là ma mảnh nè. Nha. Mấy em nhìn thấy trong sách giáo khoa nha, em cô đọc cái đoạn này cho em xem để chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Đây, một người bạn đồng nghiệp nói với chúng tôi, bây giờ chúng ta đọc cái phần này chúng ta thấy được là cái những cái thủ đoạn mánh khóe này nha. Đây, chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này: vị chủ tịch, mỗi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị chủ tịch, ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền một trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất định. Bằng cách nào điều đó không quan trọng, các quan cứ liệu mà xây sở, mà cái ngón xây sở kiểu D thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ nói, nhất là xây sở làm tiền. Thật tiên chúng tớm những người mạnh khỏe, những người nghèo khổ, và những người này chỉ biết chịu chết mà thôi, họ không còn kêu cứu vào đâu được. Sau đó chúng mới đòi tới con cái của nhà giàu, những ai cứng cổ thì chúng tìm ngay ra dịp để xin chuyện với họ, với gia đình của họ, và nếu cần thì họ giam cổ họ lại cho đến khi nào mà những người đó dứt phát cái trò một trong hai con đường: một là đi lính tình nguyện, hai là xì tiền ra. Những người bị tóm đi như thế thì còn hào hứng gì nữa, giống như là bị cồn cổ. Vậy thì em thấy trong cái đoạn văn cô mới vừa đọc là em thấy được rằng những cái thủ đoạn mánh khóe của bọn thực dân đó, họ tiến hành lùng rác vây bắt cưỡng bức những người đi lính rất là dữ, thấy chưa? Và em thấy rằng họ lợi dụng cái việc bắt lính đó, họ dọ nạt, họ xây xỏ, họ kiếm tiền đối với những người giàu, và những ai mà kháng cự lại thì họ sẵn sàng họ đánh ha. Và những ai mà chống nó lại thì họ đánh, họ trói, họ xích rất là dã man. Rồi những cái điều này cho chúng ta thấy được thật ra lính tình nguyện, em nhìn vô cái đoạn văn tôi mới vừa đọc nó có tình nguyện cho ta không? Không, thực chất đây là họ dùng vũ lực để mà bắt lính chứ không phải là tình nguyện nha. Rồi vậy thì trước cái thủ đoạn của những người đi lính á, chúng ta sẽ xem phản ứng của người
dân mà bị bắt đi lính như thế nào nha. Các em thấy người dân họ cũng có phản ứng chứ ha. Những người mà khỏe mạnh nghèo khổ thì họ không kêu cứu vào đâu được, họ chỉ chịu chết, họ phải đi lính, họ không có đường nào để lựa chọn nha. Còn đối với những người mà có tiền thì sao mấy em? À, họ sẽ xì tiền ra để làm gì? Để không đi lính. Bởi vì sao? Bởi vì người ta biết được rằng khi mà đi lính thì cái con đường sống sót trở về có không? Rất ít. Cho nên họ sẵn sàng họ dùng tiền để mà đánh đổi cái sinh mạng của họ. Phải chưa? Còn cái phản ứng thứ ba đó là gì mấy em? À, có những người á, họ không muốn đi lính mà họ cũng không có tiền nhiều để đúc lót đó. Vậy thì sẽ họ làm gì? Họ tự làm cho mình nhiễm phải những cái căn bệnh nặng nhất, đó là bệnh đau mắt, toét, chảy mủ để khỏi phải đi lính. Bởi vì tại sao không? Tại vì khi đi lính thì người ta sẽ dùng súng để ngắm bắn, cho nên là họ cố tình họ làm bằng cách nào đó không biết, họ làm cho đôi mắt của mình hủy hoại cái thân thể của mình, cho mắt mình nó bị gì? À, nó bị mù. Họ nói thà là họ bị mù chứ họ không đi lính, họ giữ được cái sinh mạng của mình. À, và có người á, người ta làm gì các em? Người ta chặt bỏ cái cánh tay của mình hoặc là chặt bỏ cái ngón tay của mình để làm gì? Để không đi lính. Nói chung là họ tự hủy hoại cái thân xác của mình để không đi lính. Vậy thì em nhìn thấy phản ứng của họ như thế nào? Họ có tình nguyện không? À, họ không tình nguyện dù là một tí nào cả. Và có người em nhìn người ta cũng phải, chính vì vậy cho nên nó có nhiều cái cuộc chiến tranh. Và cô xin lỗi, nó có nhiều cái cuộc bạo lực biểu tình. À, rồi bây giờ em nhìn đây. À, đây là những cái dẫn chứng rất là cụ thể, rất là sinh động và nó giảm sức thuyết phục ha. Rồi, bây giờ em nhìn thấy luận điệu của chính quyền thực dân. À, chính quyền thực dân á, họ cho rằng, mấy em nhìn vô trong đoạn trong sách giáo khoa nha, đọc cho mấy em nhìn đây. Ấy thế mà, trong một bản bố cáo với những người bị bắt đi lính á, thì phủ toàn quyền Đông Dương sau khi hứa hẹn ban phẩm hàm cho những người lính sẽ sống sót và truy tặng những người hy sinh cho tổ quốc, họ trịnh trọng tuyên bố rằng các bạn đã tấp nập đầu quân, các bạn đã không hề ngần ngại rời bỏ quê hương xiết bao triều mến để người thì hiến dân xương máu của mình như lính cứu đỏ, kẻ thì hiến dân cánh tay lao động của mình như là lính thợ. Thấy chưa? Cho nên là chính quyền thực dân họ riêng ra rằng người dân thuộc địa của mình là như thế nào, tự nguyện đi đầu quân, đi đầu quân một cách tấp nập và họ không ngần ngại, họ hiến xương máu, họ dâng cánh tay. Thấy không? Họ cho rằng chúng ta tự nguyện, như thực tế chúng ta có tự nguyện không mấy em? Hoàn toàn không nha. Và thực tế là chúng ta đã bị xích tay, bị nhốt. Đây, tôi đọc cái đoạn này cho em thấy thực tế như thế nào nha. Nếu quả thật người an nam phấn khởi đi đến thế thì tại sao lại có cảnh tớp thì bị xích tay điện về tỉnh lỵ, tớp thì trước khi xuống tàu bị nhốt trong trường trung học ở Sài Gòn, có lính tham phát canh gác, lưỡi lê thuốc trần, đạn lên nòng sẵn. À, như vậy thì thực tế là chúng ta đã bị nhốt và có người canh gác. Và em biết đó là gì? Lưỡi lê họ tuốt trần, họ sẵn sàng chém chúng ta, giết chúng ta chết nếu như chúng ta bỏ trốn. Đạn thì đã lên nòng sẵn, chỉ cần họ thấy chúng ta chạy trốn thì họ sẽ bắn chúng ta liền. Phải chưa? Và cũng có nhiều cái cuộc biểu tình bạo động nổ ra. Đây là cái sự thật ngoài cái chuyện mà chúng ta tự nguyện đi lên, phải chưa? Và cũng thông qua cái hình ảnh này đã vạch trần được cái sự lừa bịp đến trơ trẽn của bọn cầm quyền nha. À, chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần cuối cùng, đó là gì? Đó là kết quả của sự hy sinh. À, khi mà chiến tranh đã kết thúc rồi thì cái sự hy sinh nó sẽ như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là sau khi chiến tranh xảy ra thì thái độ của chính quyền thực dân đối với người dân thuộc địa như thế nào, có giống như là trước kia, cô xin lỗi, có giống như là trong thời gian chiến tranh không, có phải là những người bạn hiền, những đứa con yêu không, hay là có phải là những đứa con, cô xin lỗi, có phải là những cái chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do không, hay là họ quay trở về với cái thân phận nô lệ của mình, đó là những người bẩn thỉu, những người ăn năn bẩn thỉu nữa, thấy chưa? Bây giờ đó là kết quả của cuộc chiến.
sinh nha. Cô đọc một đoạn thôi, đoạn ngắn cho em nhìn nè. Khi đại bác đã ní thịt đen thịt vàng rồi, thì những lời tuyên bố tình tứ của các ngài cầm quyền, nhà ta cũng như im bặt, giống như là có phép lạ. Cả những người Nezero lẫn người Anakit mặc nhiên trở lại giống người bẩn thỉu. Như vậy thì thái độ của những cái nhà cầm quyền, họ xem những người thuộc địa của mình là trở về như cũ, đó là giống người bẩn thỉu. Được chưa? Rồi chúng nhìn ở tiếp theo nha. Để ghi nhớ công lao người lính Anh Nam, chẳng phải người ta đã lột hết tất cả của cải của họ, từ chiếc đồng hồ, từ bộ quần áo mới tinh mà họ bỏ tiền túi ra mua, đến các vật kỷ niệm đủ thứ. Như vậy thì những cái người mà thực dân đó, đã lột hết tất cả của cải của những người lính thuộc địa. Và thật ra những cái này là của những người lính thuộc địa họ tự mua đó, nhưng mà họ vẫn còn tước lại hết. Được chưa? Rồi em nhìn tiếp nha. Chẳng phải người ta đã giao bọn họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập họ vô cớ đó sao? Chẳng phải người ta đã cho họ ăn giống như là cho lợn ăn, và giết họ giống như giết lợn dưới hầm tàu ẩm ướt, không giường nằm, không ánh sáng và thiếu không khí đó sao? Như vậy thì họ đối xử với những cái người mà đem lại cái quyền lợi cho họ nó như thế nào mấy em? Giống như là súc vật, họ đánh đập vô cớ và thậm chí là họ xem giống như là lợn, cho ăn giống như là cho lợn, thậm chí cho ngủ lại một cái nơi không có giường, không có ánh sáng. Và cái điều này cho thấy được rằng số phận người dân thuộc địa như thế nào, bị hành hạ, bị đối xử giống như là súc vật. Được chưa? Và cái tiếp theo em nhìn cái đoạn tiếp theo nè. Đây, đối với cái những cái vợ con của cái người mà Pháp á, gọi là người xung binh á, đi lính về đó, thì họ sẽ đền bù như thế nào nha, em nhìn vô trong sách. Theo báo chí Đông Dương thì thương binh người Pháp bị mất một phần thân thể, và vợ con của tử sĩ người Pháp đều được cấp cái môn bài bán lẻ thuốc phiện. Mấy em biết đây là một cái tội ác vô cùng to lớn, đó là gì mấy em? Họ đầu độc con người. Khi mà con người chúng ta sử dụng thuốc phiện thì con người chúng ta có còn được bình tĩnh không? Có còn được lý trí không? Không, đúng không? Cho nên là ở đây họ đầu độc của con người của chúng ta. Đó. Điều này nó càng thể hiện được cái tội ác của cái nhà cầm quyền. Đó. Và mấy em thấy rõ ràng, nhìn vô thái độ của nhà cầm quyền đối với người dân thuộc địa trước chiến tranh, trong chiến tranh và sau chiến tranh, thì chúng ta càng thấy rõ được cái bộ mặt trắng trở tàn độc của cái nhà cầm quyền, hay cái sự vô nhân đạo của họ nha. Còn chúng ta nhìn vô cái số phận của những người dân thuộc địa thì như thế nào mấy em? Họ đã hy sinh một cách vô ích, họ rất là thảm thương, đúng không? Và cái sự hy sinh của họ rất là đáng đớn, rất là nhục nhã ha. Và cái kết quả của sự hy sinh này đó là gì? Thông qua cái phần này nó thể hiện những cái dòng điệu đây là mỉa mai dịu cợt, và cái khẩu nói chung là cái nghệ thuật á, mà chúng ta nhìn thấy mà chẳng phải đó sao là gì em? Để cái kiểu cấu trúc câu hỏi ha, chẳng phải đó sao, để nó lặp đi lặp lại cái sự lừa bịp của bọn cầm quyền ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần mà không thể thiếu ở trong cái văn bản này, đó là phần nghệ thuật. Xét về bố cục thì cái văn bản này em trình bày trong một cái bố cục thời gian rất là rõ ràng, lập luận rất là chặt chẽ ha. Thời gian trước, trong và sau khi chiến tranh xảy ra, cái thái độ của nhà cầm quyền đối với những người dân thuộc địa như thế nào, cái số phận của người dân thuộc địa như thế nào, thấy rất là rõ ràng. Và cũng thông qua đó vạch trần cái bộ mặt trắng trở tàn bạo, giả nhân giả nghĩa của chính quyền thực dân nha. Và đồng thời cũng miêu tả được một cách cụ thể sinh động số phận thảm thương của người dân xứ thuộc địa. Được chưa? Một cái nghệ thuật thứ hai đó là châm biếm tả kích rất là sắc sảo của người Hàn Quốc. Trong cái văn bản này nó xây dựng một cái hệ thống hình ảnh rất là sinh động, giàu tính tình cảm và có sức tố cáo chính quyền thực dân rất là sâu sắc. Cái ngôn ngữ, cái giọng điệu của cái bài này nó thì sự chào cũng trong biến nha.
và một cái nghệ thuật nữa đó là phản tác rất là tài tình. Rồi cái đường liên tiếp dồn vào những câu hỏi chẳng phải đó sao đó để nêu lên một bộ mặt xảo trá, biện luận tàn nhẫn của bọn thực dân. Và em thấy cái yếu tố biểu cảm trong cái tổ chức này nó thể hiện rất là rõ ràng thông qua những cái từ ngữ biểu cảm nè, ví dụ như chiến tranh vui tươi, những đứa con yêu, hoặc là những cái hình ảnh biểu cảm ví dụ như là phơi thay, và những cái biện pháp ví dụ như đó là những cái đó so sánh và ẩn dụ ha. Rồi tiếp theo là nó lật tẩy được cái bộ mặt biện luận xảo trá của thực dân Pháp và nó tăng hiệu quả châm biếm rất là sâu cay nha. Và em thấy được là đây là cái phần mà em cần phải ghi nha, cần phải ghi trong cái phần nghệ thuật chúng ta cần nhớ nè. À, bố cục nó được trình bày trong thời gian này của nó rồi đó, trước sau đúng không, trước trong và sau chiến tranh là châm biếm nè, là đã sinh động thì dòng điện trào cũng nè. Và do cái bài này cái luận điểm quan trọng thì lần cho nên là những em luận điểm rõ ràng, luận cứ thì được lập luận rất là chặt chẽ và rất là chính xác. Thế thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần ý nghĩa ha. Em biết được cái văn bản này nó giống như là bản án của thực dân Pháp, nó tố cáo các thủ đoạn và các chính sách vô nhân đạo của bọn thực dân Pháp, và bọn thực dân Pháp này đã đẩy cái người dân thuộc địa vào các lò của chiến tranh. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tổng kết ngay cái phần tổng thể của bài này, đó là gì? Bài này nó đã biến người dân nghèo khổ các xứ thuộc địa thành những cái bọn hy sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong cuộc chiến tranh tàn khốc, và đồng thời những Anh quốc đã vạch trần sự thật ấy bằng những tư liệu phong phú xác thực, bằng những mồi bút trò cũng sắc sảo, và đồng thời cái độ trích mà cái máu này có nhiều cái hình ảnh mang giá trị biểu cảm, nó có cái giọng điệu vừa đánh thép vừa mỉa mai vừa chua chát chua chát, nó thể hiện cái sự thương cảm của tác giả đối với những cái người dân thuộc địa nha. Và bên này tiếp theo đó là phần luyện tập. Sau khi mà chúng ta học xong văn bản này thì các em sẽ điền cho cô những cái bài tập sau đây nha. Điền cái thông tin còn thiếu vào chỗ trống. Bây giờ chúng ta thấy bản án chế độ thực dân Pháp, khi mà Bác Hồ viết bằng tiếng Pháp thì vào năm 1925, nhưng mà khi xuất bản tại Việt Nam vào năm nào, đó là năm 1946 nha. Và bản án chế độ thực dân Pháp gồm tổng cộng bao nhiêu chương? 12 chương, được chưa? Và cái chương mà thuế máu thuộc chương thứ mấy? Thuộc chương thứ nhất nha. Thuế máu mà chúng ta học bố cục ba phần đó, đó là ba phần nào đây? Đó là chiến tranh và người lập xứ, và cái thứ hai là chế độ lính tình nguyện, đó chưa? Và cái phần thứ ba đó là kết quả của sự hy sinh. Và một cái tổng thể của văn bản này đó là một bản án tố cáo ai? Đó là tố cáo những cái gì của mọi người dân, những cái thủ đoạn và những cái chính sách vô nhân đạo của người dân ha. Bài học của cô đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.